Rồi, chào bà con cô bác nha. Hôm nay mùng 9 tháng 12. Đó, còn có ít máy ra nha. Rồi, còn ít máy cũng sổ ai chốt được cái nào chốt. Cây Oppo F1W nha. Cây này đẹp nguyên cây nha. Đẹp keng luôn, hiếm có cây nào đẹp như vậy luôn. Cây này RAM 3 GB nha, bộ nhớ 32 ấy, bộ nhớ 16 GB, RAM 3 GB, bộ nhớ 16 GB, bán 700.000 nha. Oppo F1W nha, đẹp keng luôn. Z 500 nha. Z 500 màn hình zin luôn. Đẹp nguyên cây nha. Bán 500.000. RAM 1 GB dưới, bộ nhớ 8 GB. Mấy này nó giờ mình cạo đi hết. Bán 500.000 nha. Z 500. G2 Prime nha. RAM 1 GB dưới, bộ nhớ 8 GB luôn. Bán 400.000. G2 Prime. Mấy dòng này xài bền lắm. Mới lại nó dễ xài. Dù coi YouTube hay là Zalo Facebook thì nó cũng dễ xài nữa. Đó, mình kéo cái laptop ra là mình xài trên mặt luôn, dễ xài. Bán 400.000. Z260 nha. Cây này là chắc khó xuống giá lắm nha. 600.000. Z260 hay gọi là Z2 Core đấy. Camera nó hơi mờ đâm nha, là quay nó không có được rõ. Không? Đó, lau chùi đi cái nó gió luôn. Cây này bán 600.000 nha. 600.000. RAM 2 GB, bộ nhớ 16 GB. Oppo Neo 9 nha, hay gọi là Oppo A37. Cây này thì xấu vỏ nha, mà lít kính nha. Bán 300.000 nha. RAM 2 GB, bộ nhớ 16 GB, bán chưa cháy nha. Cái này là bán gọi là cứu cháy thôi, có tiếng Việt đàng hoàng nha, tại chưa có chỉnh ra, lát mình chỉnh tiếng Việt ra. Cái này bán 300.000, còn có cây đẹp này thì 600.000. Cây này thì đẹp nguyên cây này, 600.000. Oppo Neo 9 RAM 2, bộ nhớ 16 GB, 600.000. Samsung S5. Cây này màu đen nha, bán 500.000 nha. 500.000 Samsung S5 nha. Oppo Neo 7 hay gọi là Oppo A33 đó. RAM 1 GB, bộ nhớ 16 GB. Cây này màu đen, bán 350 thôi nha. 350. Cây này mình có hai cây, màu trắng với màu đen như nhau nha. Đồng giá 350 một cây. Cây Zenfone 6 này, 400.000. Nó cầm 400.000 đi mua cái bộ màn hình này được, với sợ này. Cái này bán 400.000 thôi. YouTube thì mình vô trình duyệt đánh chữ YouTube rồi là vô YouTube coi, chứ không có tải được YouTube nhé. Cái này bán 400.000. Cây đó mà tải được YouTube bán chắc cả triệu.
cây Mi 4A 600.000, RAM 2 bộ nhớ 16GB, bán 600.000. Mi 4A chép Mi 4A, cây Philips này. Philips thì 300.000, Philips 300.000, RAM 1GB bộ nhớ 8GB. Còn ai muốn biết đời Philips này cho coi đời Philips. Có ai muốn tra cái đời Philips này thì lên tra cái đời Philips này nha. S358 nha. 300.000. Đây cũng ghi 2 bờ rim 400.000. Đồng giá 400.000. Còn nếu mà ai muốn mua đẹp thì mình cũng có, nhưng mà 500.000 á, cây GI Dream đẹp keng luôn á, thì 500.000, còn mình để về bán 400.000 á. VMAX Bell 3 700.000. VMAX Bell 3 nha, có 2 cây nha. Đồng giá 700 nha. Cây nào cũng 700.000 nha. Đó, VMAX Bell 3. Nokia 3 500.000. Nokia 3 500.000 nha. Đó, đẹp luôn không bể. Cậy mấy cường lực ra là hết bể luôn. Hôm qua nhìn nó bẻ kính cường lực. Cây này bán 500.000 nha. Mấy cái này dơ lau chùi đi mà hết. Samsung J320 400.000. J320 nha, 400.000. RAM 1GB dưới bộ nhớ 8GB. Asus bị lít kính nha, rồi đốm ngay góc ngay đây này, đó đốm này, đốm đen đó. Còn lít kính tựa lưa nha, bán chưa cháy nha, RAM 3GB bộ nhớ 32GB nha, bán 300.000 đó, 300.000. J5 2016 600.000, nó bị ám màn hình. Nó ám màn hình bán 600.000. Đó, cây này nó bị đốm rồi nè. Đốm tròn. Mi Note 3 nha, RAM 3 bộ nhớ 32GB nha. Mi Note 3 RAM 3 bộ nhớ 32GB. Cây này bán 800.000. 800.000 Mi Note 3 nha. Bộ nhớ 32GB luôn, bán 800.000. Cây Compact nha. Compact thì 300.000 nha. Vẫn giữ giá 300.000 nha. Vì giá này là giá vốn lấy đâu. Bán này là về vốn nha. Màn hình nó hơi xấu nha. RAM 2 bộ nhớ 16GB. Xài Bluetooth này kia ok hết. Android nó còn 6 chấm. Xài Bluetooth, Zalo, Facebook là ok hết. 300.000. G2 Dream màu hồng nhé. Cây này bán 400.000 nha. 400.000. Đó, hôm nay ít máy mà trong đó 3 cây G2 Dream nữa. Hôm nay còn có ít xịu. R7KT nha. R7KT. Còn nếu mà ai không biết thì tra lên màn hình R7KT xem giá bao nhiêu rồi chốt hàng. Màn hình này là 1 triệu mấy. R7KT đó.
nó bị hơi xấu góc, mình bán 600 ngàn, 600 ngàn. Còn ai muốn đẹp thì ra ép có 200 ngàn. iPhone 6 thường, iPhone 6 thường bán 1 triệu nha. Cây này vỏ đẹp nguyên cây nha, không có e lao nữa. Như nó mất vân tay, không có e lao nha. Còn bộ nhớ của nó bao nhiêu cũng chưa biết luôn. Bộ nhớ nó 64 GB luôn. Một cây này bộ nhớ cao chứ. Bán 1 triệu nha. iPhone 11 Pro Max của Trung Quốc này. Vỏ sườn cũng đẹp luôn. Nó sườn đẹp luôn. Nắp màu đỏ nha. iPhone 11 Pro Max 700 ngàn, 700 ngàn. iPhone 12 Pro Max, cây này hôm qua nó không lên hình do hết pin, mình sạc vô đó. Sườn xấu nha, nó xấu góc trên này thôi, còn viền chung quanh nó còn đẹp lắm. Cây này cũng bán giá 700 ngàn thôi nha, 700 ngàn. Cây iPhone 11 bị bể kính này, bể nắp sau nha. Nó bể lắp sau từ lưa hết nè. Cây này bán bể lắp nha, bán 600 ngàn, 600 ngàn. Cây Lenovo hay gọi là cây ám khí thì cũng được nha. Cây này RAM 2 GB, bộ nhớ 16 GB, bán có 400 ngàn, hạ xuống có 400 ngàn. Tại vì Android nó thấp, coi phim mà vô trang web coi vậy mà cập đến bây giờ luôn. Android nó có 4.4 thôi, mà RAM bộ nhớ là nó cao nha, nó tải được trò chơi này kia là vô tư. Nó RAM 2 bộ nhớ 16 đó, có mỗi cái tải YouTube là không được, YouTube, Zalo không được thôi, còn nó tải trò chơi tiến lên, bắn cá, bắn chim, bắn cò gì cũng được ha. Tải mấy phần mềm đấy về chơi cũng hòa tiền, 400 ngàn. Cây Huawei nha, mình lâu xe mình quên không bóc. Android của nó 7 chấm luôn nha, Android 7 chấm, RAM 1 GB, bộ nhớ 8 GB. Cây này nó chỉ bị bể cái này thôi nha. Ấy nó bị mất cái nắp đậy sim á. Còn cái này bóc ra là còn đẹp lắm nha. Cái này là lớp keo nha. Lớp keo bóc ra là còn đẹp keng đó. Đó. Cái này bóc ra cũng còn đẹp luôn nha. Cái này nó còn là miếng keo nè. Nó còn là miếng keo đó. Đó, bóc ra là còn đẹp keng luôn. Quên không bóc này ra cho nó sáng sủa. Cây này bán 500 ngàn thôi nha, 500 ngàn, thu quay. Cây Martell nha, Martell. Đó, Martell nha. Cây này bán 1 triệu nha. Tặng cho cái ốp lưng bẩn thỉu. Ốp lưng này nó còn xấu nhưng mà nó bảo vệ được cái màn hình này. Xài tạm thì cũng được. Đó, vỏ sườn thì còn đẹp ok hết. Cây này RAM 2 bộ nhớ 16 GB, Android 7 chấm luôn. Android 7 hay 8 chấm thì không nhớ. Android nó 8.1 nha, bán 1 triệu nha. Tặng cho cái ốp lưng nha, đó. Cây Martell hồ cá nha.
nó tải hộp cá về là xài trưng lên y như là nuôi cá kiểng á, 11 inch luôn, màu đỏ nha. Cây này bán giá 1 triệu luôn nha, RAM 2 bộ nhớ 16 GB, RAM 2 bộ nhớ 16 GB bán 1 triệu. Android của nó cũng 8 chấm mấy hay gì đó. Chết rồi, cái này sao rồi? Phải lát chỉnh lên trên rồi coi. Cây Martell 5 nha. Cây này Android cao nha. Đó, JB369 đó. Cây này bán 1 triệu nha, Martell nha. Bán 1 triệu nha. Android 7.1 luôn, bán 1 triệu nha. iPad 2, 3 giá như nhau nha. Không xài sim thì 600 ngàn, xài sim thì 800 nha. Lát mình lên cây xài sim bán 800 ngàn chơi. Samsung Tab E nha. Cây này màn hình nó hơi xấu. Android thì cao, Android 6 chấm. Đó, cây này màn hình nó hơi xấu góc. Bán 900 ngàn nha. Còn mình có một cây màn hình đẹp luôn, bán 1 triệu mốt nha. Còn cây này màn hình xấu bán 900 ngàn nha. Android 6 chấm luôn. Android nó thì 6 chấm, xài Bluetooth này kia ok hết nha. Đó, để vậy mình bán 900 ngàn nha. Còn ai muốn đẹp thì 1 triệu mốt nha. Cũng có luôn. Nhưng mà mai thì có được. Rồi chào bà con cô bác nha. Như thường là ai mua thì chốt cái cạc Viettel Mobi 50 ngàn nha. Rồi shipper tới nơi trừ ra, ai chuyển khoản hết nguyên cây mình bao ship. Rồi ai chốt hai cây một lần mình cũng bao ship nha. Thời gian chốt rồi mà 3-4 ngày chưa có máy thì điện lại cho mình hỗ trợ chốt cái khác nha. Cho nên tiền cọc mà bà con không có sợ mất. Chào bà con cô bác.